Còn nhiều chương trình lắm quý vị. Xin mời anh Phạm Tuấn. Một giọng ca rất là hay, rất là đẹp, thường xuyên đến VN Cà Phê. Vâng, đến giờ phút này thì cũng đã khuya rồi. Tuấn xin được gửi đến tất cả quý vị một ca khúc về hình ảnh một người mẹ với một tình thương vô điều kiện dành cho những người con của mình. Mẹ, tình yêu không cần đòi hỏi có sự đền đáp. Tuy nhiên đối với chúng ta cứ nghĩ rằng mình đã đủ trưởng thành, mình đã đủ lớn khôn. Nhưng đối với những người cha, người mẹ thì chúng ta luôn luôn là những người con rất là còn ngây thơ, rất là còn bé bỏng. Mà đâu đó, dù cho vinh hay là bại, thì hình ảnh người mẹ luôn luôn dõi theo và mong mỏi từng ngày, mong con trở về với mình. Và nhạc sĩ Lam Phương đã mượn hình ảnh của một ngọn đèn khuya với ánh đèn leo lét, một ca khúc được mang tên Đèn Khuya, để gợi nhớ hình ảnh người mẹ. Xin mời chúng ta cùng nghe bài hát này. Thank you.
run run ánh mắt dịu hiền biết tìm lại đi chốn nào mẹ ơi biết chăng đêm về quạnh nghe tiếng mưa rơi mà nhớ im bóng cô liêu ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ tìm lại những phút vui ngày âu thơ ai biết đêm nay tôi vẫn mong hết á. À, cảm ơn Tuấn nhiều. Và để tiếp chương trình xin mời em Hà trở lại sân khấu.